Em không biết các bạn mà thuộc chuyên ngành thì thế nào, nhưng mà em thấy mấy cái bài giảng của chị hôm qua học thấy là khá bổ ích. Là lúc trước mà em tự tìm hiểu, thiết kế hoặc là em hỏi những bạn hoặc là những người đi trước đó, họ sẽ cho em cái bài, họ chỉ nói về cái bài đó của họ làm thế nào thôi. Nhưng mà học từ chị thì được cái là em hiểu được là lý do tại sao họ chọn như vậy. Lúc trước em đặt câu hỏi tại sao nhưng mà em không 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 rõ được câu trả lời, thì rõ được câu trả lời là tại sao họ chọn như vậy, là giống như là đi từ cốt lõi đi lên đó chị. Đó có nghĩa là sau này ví dụ như em có thể tự học lại bằng cách là xem những người thiết kế giỏi, hoặc là giống như cái color scheme mẹ chị nói á, thì có thể áp dụng vô là mình hiểu được tại sao mình áp dụng vậy, hoặc là làm xem bài của chị, hoặc là xem bài của những bạn mà bằng tuổi em á, thì tự phân tích tự xem thử bài của mấy bạn đó là như thế nào, em có kinh nghiệm hơn.